đây mọi người, đây là cái lễ của phong tục của người Khmer là năm cũ bước qua năm mới là cầu cho thái dân an, nói chung là làm gì được mấy, mưa thuận gió hòa nha mọi người. Đây mọi người thấy đẹp không? Đi theo từng người một. Đã có sắp xếp hết rồi.
ai cũng được tắm hết, ai cũng được tắm cho đứng hoạt hết. Đó, anh nị, mình làm theo nghi thức như lễ. Đức lão, cái chuyện lão trước, rồi tới mình từ từ. Người nào tắm xong đi vòng ra phía ngoài luôn. Không, đây đưa cho ông chủ về chùa. Từng người một nhờ sự quan hệ, nhờ sự quan hệ. Đi bước ra ngoài để cho người khác người ta vào đón tiếp. Let's go.
subscribe.